chẳng ra được luôn. Tôi luôn nói tê mọi người muốn. Hai ông chưa mắt luôn. Vào vãi. Ờ, ông này trẻ đẹp. Đến ba mấy. Ờ, ông tự ông mùa là mắt. Các ông lên, đúng rồi. Xong buổi sáng xong lại đi bắt xe ra khách sạn ra qua khu vực chọn khu vực Tây chẳng nhớ luôn không bằng ba lần nhưng mà cái đến cuối tuần thì nó bị kiểu cấm đường đi mà cũng vậy hả. Ừ, đúng rồi, từ ngày mai á, còn phải đi từ tối mai. Chứ bỏ ra cái phòng xoay á, đi bỏ ra rồi, chúng đó là rất đẹp rồi. Hôm trước em cũng ở đây thấy anh Thịnh kể là canh lại collab là bài với cái bài ngày nào á, nghe thì ngày mai em thật sự em rất là thích cái bài đó. Khi mà em nhắm mắt và nghe em có gì kể cứ chạy qua tay mà xong lúc nào mình thành thằng bé con lúc nào không hay á, thì lúc mà anh Đạt viết bài ngày nào á thì có cái điều gì hay cái cảm xúc gì nữa bắt đầu đưa em đến cái gì đấy là cái bài đó cái kia đấy quán thứ trước khi là Đức Đạt hầu như là bài đó viết là nhớ về cái khoảng thời gian mà đã qua thời gian đi học khoảng thời gian mà chơi game ở ngoài đường với mấy em bây giờ là nó là từ cấp lớp rồi nó lúc về thì giờ đó là thấy trong nhưng mà đó cái tên chú ba là đúng chú ba cũng từ cái tên đi chơi viết game đi ngồi lại chết bao nhiêu sáng liền chú ba là cái tên ở trong mà tên ở trong Châu Tinh Trì có ông Đạt ở trong á ông đó kêu bằng chú ba à, ông Ngô Mẫn Đạt đúng rồi chú ba là nguồn gốc là đời tên chú ba. EP có cần phải có lý không á, các anh đã cùng nhau làm trong thời gian bao nhiêu lâu và trong cái quá trình đó thì cái điều gì phải cái cảm hứng của anh EP đó viết thu khoảng 18 ngày cảm hứng hả? Cảm hứng là mấy người xung quanh mình hay nói là tại sao các ông cứ ra nhạc á, kiểu xong mới ra album xong thích ra tiếp cứ có lý đâu. Cứ cần là có lý do để mà ra nhạc không? Không phải tôi ra luôn. Cho nên mà cái đó thì cũng không phải là ngáo hay là cái gì mà kiểu mấy bài trong EP là một câu chuyện kiểu vậy. Kiểu giống như yêu một đứa mà kiểu như là chả có lý gì cả. Nó có lý vậy. Xong cái bộ phát thì chia rồi xong chả có lý gì luôn. Xong chắc giữ điện thoại không? Cái chắc đó nhân nói về cái track đấy thì em thấy là em nghe thử cái bài đấy kiểu em cứ phải nghe đi nghe lại em nghe cứ không rõ được lời á không rõ được lời cái cuộc lúc đầu nghe nó bị rè nghe không được rõ xong em nghe một thời gian em thấy là quả như tất cả mọi người đứng chung một cái điểm gì đó họ đều mất mát cái gì đó phải không ta kiểu có người thì vừa thất tình có người như là vừa trượt đại học có thể trượt đại học không ở trong đó cũng có một cái comment nói là bài này cứ như là viết cho những bài 2K đúng không cái viết bài 2K là ngày nào cũng được thành đạt rồi đi thi rồi những cái cuộc điện thoại đó là người quen xung quanh của anh nói nhưng biết câu chuyện của họ trước rồi cũng với họ là nhờ họ chia sẻ cái câu chuyện đó của mình đúng rồi cuộc điện thoại thì mỗi người là dài khoảng 6 phút em lúc mà em nghe em tếu táo mà là bài này mà có phần 2 ấy thì có thể là cái phần bên kia lại của cuộc họp khác lại những cái lời mà em nghe nó rất là thú đáp lại những cái đấy á có thể các anh ra ngoài là làm summer tour thì dự định trong tương lai có định là làm kiểu autumn tour, winter tour hay là lấy các thành phố khác winter tour winter tour điều năm đi bốn mùa thôi thì khi đây là lần thứ anh Thành là lần thứ tư ra Thành năm tư năm có một lần là lần trước solo tức là ra để diễn thì còn ra Hà Nội nhiều mà lần đấy cũng mà em ra lần anh Đạt cũng không quay ở Hà Nội anh Đạt ra diễn Hà Nội nhiều là ba lần không lần là cái show ngay trước ngon red line là ngày thứ ba red line thứ ba đến vừa đến tao đến đi lên máy bay
đến hát xong thì mười phút sau lên máy bay đi về tiếp. Kịch bản này quen quá. Quen quá là muốn phải tạo cái máy chủ bây giờ. Mỗi lần chú tải cho bài vậy. Chú ba năm rất cao hơn kể hôm đồ ngon Đà Nẵng chú ba mới gọi đỉnh đỉnh cao hơn. Hôm Đà Nẵng cũng đỉnh cao nữa. 19 cái đồng hồ đi xe khách. 19 đúng không? Thôi mà năm đó anh đến xong. Đúng rồi. Còn mình hay năm hùng quá. Bên xe cái gặp mấy năm. Xong mình có cái bạn là bạn đó, bạn chạy Uber. Bạn đứng đó đợi với mấy năm 1.5 tiếng để mà được gặp Đạt. Xong rồi chở vô trong địa điểm show liền. Bắt lên sân khấu liền. Bắt lên sân khấu. Lên sân khấu liền luôn. Anh em mừng. Quà. Mình ngồi pháo luôn. Mà còn thấy khớp với Đạt luôn. Khớp luôn. Rất là hên xui. Ảo lắm. Ngồi trên xe quên cục sạc không có chỗ điện thoại. Tức là không gọi được cho má năm hay quên cục sạc á. Quên luôn cái địa chỉ của show nữa. Không nhớ đó là gì. Chân xe đạc. Chân xe đạc. Xe nó xuống bến. Xe nó xuống bến xong rồi mình sẽ ra ngoài internet để mà mình lên mạng mình coi cái địa điểm xong rồi mình sẽ bắt xe ôm tới đó. Mà vừa tới cái bến xe là có mẹ đó. Với một bạn đó nữa. Trong những cái show trong Sài Gòn đấy là đều có mà đến coi cùng thầy có phỏng vấn ở trên nên là mẹ cũng nào đứng ở dưới ủng hộ anh á. Xong khi mà ra Hà Nội này anh còn nhắn về cho mẹ nhiều là đó nhắn là mẹ chưa biết lại cứ gửi đấy ra tới Hà Nội là sẽ nhắn cho mẹ là ra rồi đúng giờ ok rồi. Thì khi mà canh ra ngoài Hà Nội diễn thì canh thấy là khán giả ở Hà Nội và khán giả ở Sài Gòn có gì cao hay là cái không khí cao? Tiếng ngôn ngữ nó khác, mình không nói là chỗ nào nó đã hơn hay là tốt hơn, khác hơn. Mỗi lần mình phân tích cái gì nó khác nhau. Mình nghĩ là ở Hà Nội mình tăng động hơn. Không biết khán giả Hà Nội sẽ tăng động hơn. Sợ Sài Gòn thì mình chậm hơn. Như quỷ, ở Sài Gòn như quỷ. Sân nhà. Không gấp tour có quả Thành với cả chị Hùng ngồi solo guitar với nhau. Đứng solo với nhau. Đam mê. Với hát bài nhà chị Na và đam mê. Đâu nhà chị Na. Trước em có thấy mọi người kể là cái nhà chị Na đó là kể về cái ngôi nhà mà mình cứ quay lại thì thấy là mọi thứ gắn với tuổi thơ mình nó biến đi hết rồi á. Thì em cảm thấy là trong những cái bài gần đây là như bài đến bao giờ những bài gần đây mọi người đều cứ nhớ đến những cái gì đã mất á thì cái năng lượng ấy nó có hơi tiêu cực hay là nó có như thế nào mà em cảm thấy nó bị trùng đấy là trùng đúng rồi. Mai mới là số nào? Tôi nghĩ là mình viết mấy cái đó là để anh chưa thích đẹp, là để tức là nó là câu chuyện thật, tức là mình không có thể nào là kiểu như là những thứ mà chưa làm mình chụp xuống rồi những thứ mình muốn quên á, không quên được. Hôm nay cũng được. Tất nhiên là mình viết một bài hát về nó xong rồi để một cái gì đó gọi là tí năng lượng rồi để tí hy vọng rồi cuối bài lúc nào cũng vậy. Đúng rồi. Sẽ có một tí tin đi lên sân bay luôn. Tin hoặc là những cái gì đó vui vui ở cuối bài. Cho chủ động quan từ đấy ông đi cầu nhật tân thấy bởi vì em thấy MV của cá vàng nó rất là tươi sáng rồi nghe nhạc vui quá đó. Thì tại sao anh lại hay lại chọn Lola là bài để ra MV giới thiệu cho EP có cần phải có lý không mà không phải là bài hát chủ đạo? Vì nó đẹp quá, đối với mình nó là bài đẹp nhất. Những bài khác thì nó buồn, nó có bài thì tăng, có bài như bài là bị dập lại nó tăng rồi. Cái thì cũng quá. Lola là một bài tôi nghĩ nó đẹp. Nó ngọt. Cái bài như em nói chuyện với anh Tuấn Anh ấy nói là lúc đầu bàn rất nhiều concept á, xong cùng chẳng nghĩ được cái gì, xong cuối cùng quyết định keep it raw là cứ về cái trường đạo Đà Lạt. Đúng rồi. Về đạo Đà Lạt xong quay. Tức là mình cứ đến đấy xong mình thấy là à cái góc này ngày xưa mình làm cái trò này hay á thì mình quay lại cảnh xong mình ghép lại thì nói chuyện hội thoại rất là bình thường, nói chuyện chơi cái kiểu nhảm nhảm hay có là outro cái xe màu vàng. Tại vì người Sài Gòn là nói là cái xe đạp vàng đúng không, vàng màu vàng vàng xe đạp vàng như là lại cái xe đạp vàng là cái xe đạp có cái ngang cái vàng cái thanh ngang vàng phút chở thì chơi á vàng. Khi mà sao nhỉ?
vừa mới gần đây năm ngoái, mùa đông năm ngoái Ken có show gấp tour là một xuyên Việt, bây giờ lại có một show đi Hà Nội, Đà Nẵng, Huế có vào rồi. Nhưng đó thì cái công sức chuẩn bị là gì, nó có bị gấp quá hả? Đúng rồi, nó luôn luôn gấp, không biết cái số đâu vậy. Là gì nó gấp, nhưng mà gấp thì bọn mình không có thích delay, không có như cái máy bay. Hôm qua thì delay như em tổng cộng là mấy tiếng, năm tiếng. Delay mình nói đâu, má xuống tới lúc chừng xuống tới Hà Nội là 4-7. Trời gần sáng luôn rồi, anh em vô nhận phòng xong đi ra xe cột cây rồi đến mùa đồ ăn rồi lúc lên giờ trời thấy trời sáng bật, trời đang màu xanh xanh rồi đó. Xong bắt đầu mặt trời lên rồi đi ngủ, nắng chiếu vô rồi đi ngủ. Anh em vừa ra sáng này đúng không? Vừa ra sáng ấy, 4 giờ sáng, nó sáng mấy vậy? Nói bậy được không? Như như cái hôm em thấy là gấp tour ngoài Hà Nội là anh Đạt bị ốm á. Ờ, tội phải. Tưởng là sốc thường không? Sốc mà về sốc xuất huyết. Sốc xuất huyết luôn nhỉ? Sốc xuất huyết luôn nhỉ? Sốc mặt. Nói chung về cũng nằm nhà cũng 2-3 ngày. Nhưng mà về tới Sài Gòn cũng nằm nhà 2-3 ngày. Cái xuất huyết nó rất là mệt, cũng không có sức mà làm gì hết, lúc đấy kiểu bấm đúng nốt là coi như là mình lúc đó là chút tình mình lên vô phê rồi, mình lên vô phê rồi đó, lên nhà một trang thôi. Bữa đó là mình ở cái hostel đó, xong rồi đẹp mình cạo gió cho thì phải có tao không mà tiền nghĩa là dân tộc hôm mà em ở Từ Hoa đúng không? Đúng rồi. Lạc Tạng gì đúng không? Đúng rồi, Lạc Tạng. Thường có Hoàng, rồi có gấu nhất đúng không? Anh gấu đấy là anh Hoàng. Thường xong giờ thì về nhà. Đâu như thế không? Lại comeback rồi. Ồ, comeback rồi. Lạc Tạng như comeback rồi sao mà? Sợ quen rồi. Mạch rồi đó đi. Mà chỗ em chỗ đấy ra là xe nó cũng tiện đấy. Dạ. Gần. Cái anh trước đó là kiểu bị bể sâu về những cái vấn đề như kiểu ốm hay là mất giọng hay là tự đùng một cái vào cái ngày đấy là nói chung là cũng không có đâu, không có nổi đâu, nói chung là bị bệnh cũng chơi rồi, bị bệnh cũng chơi rồi, cái lúc đó sạc bản năng rồi. Đúng rồi, nói chung là mỗi lần đi diễn vui, đi diễn rất là hứng khởi, cho nên là giá nào cũng phải đi. Các mình đang tận hưởng nhạc thành thế giới khác rồi. Chẳng nghĩ mình ốm hay là mệt gì. Trước khi có gì mình đang đánh nhạc tiếp đi cũng biết ngất luôn. Nó sẽ giống kiểu nghệ sĩ đang chơi mình lúc hăng rồi hết pin ta sao ấy. Một màn outro thật là mọi người đừng kịch bản 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 kịch mà cứ bay ra cáo ngáo kiểu rớt xuống sàn luôn. Xong rồi lúc sau ông kia thấy ra cứ intro là vậy đó. Vậy đó. Lặng cái trăng đồng thì rớt xuống sàn nhớ còn cái thằng đó. Phải phục cuối. Anh Đạt á, anh Đạt mới có cái channel Đạt Maniac và cái bài ngày nào là cái bài đầu tiên của cái channel đấy, thì cái ý định lâu dài của anh với cái channel đó là có dự tính là một tháng sẽ remake lại những bài cũ. Một tháng sẽ remake lại một bài cũ. Đều hàng tháng lên. Đó cũng là một cái động lực đó. Thì em có ai hút thuốc vậy nhá. Cái channel mới này vừa cho mình năng lượng. Với lại một cái để tâm vô để mà mình làm đàng hoàng hơn. Mà đó giờ có làm channel không rồi không biết cách quản lý. Quan tâm thì nói là không quan tâm, cũng chút quan tâm. Trần sinh đạt của các bạn. Trần sinh đạt. Nhưng mà chú ba hôm nay có định các buổi ra cái album không mồi để like chia sẻ không? Album à? Album thì sẽ phải bay lâu. Mà ra album hình chứ gì? Mới lại video à? Anh cưới rồi đó. Mai bộ 32 cuốn. Mai up một cái album, đây là một cái album đúng không? Nhắc anh hứa hôm gấp tour Hà Nội này, anh hứa là ra Hà Nội làm một show tribute Green Day. Chết rồi. Có lời hứa leo không? Có. Đúng rồi. Con ba nhà mọi người. Ngày nào? May quá, chưa nào. Trước rồi con comment này. Hôm nay tự nhiên ông ấy đang như nào thì ông ấy chạy. Với mấy người xem ở đây fan rap theo á. Thế tự nhiên ông ấy hứa leo là đông thế này có khi năm sau mình làm một cái cover Green Day chắc đến đâu cũng được. Với mấy bạn Winter Band mà. Có.
anh nghiên cứu nhờ, sếp nhờ, nghiên cứu nhờ. Sếp nhờ. Nghiên cứu làm cái chibi show nhờ. Chibi show bên đây ra. Xin đây. Vớt nhìn coi nhất mới đưa là thành sếp của người ngọt. Mình có phải mình là vị ở Việt à? Mình tốn ngày đấy là đi đâu vậy? Dạ, ổng cầm mắt tiền đấy, nằm ở Sài Gòn tối nay ổng bận. À đấy à? Tối nay là kể, nếu mà quay thì cũng không đến tìm xe kia. Mời có hai xem với nhau, anh Đạt phải cáo hàng và hai xem với nhau. Trước khi mà ra những bài như kiểu đến bao giờ ngày nào xem với nhau trước những bài tiên tổng trước. Rất vui nhất. Vui nhất là công đồ. Cái điện thoại cái con đồ mà lần đầu diễn ở gấp tour á, mới là phá kỷ lục nhờ. Gấp tour là nó nhanh hơn cả lần gặp nữa. Lúc gặp là rất nhanh nha, nhanh rồi. Cái lúc mà lên diễn ở gấp tour, lúc đó thấy trời chết rồi mày. Nó còn nhanh hơn lúc tập. Mình cứ chơi nó thôi. Mà cái chơi nào thôi. Cái sân khấu đó là sân khấu chỉ như là to nhất cùng chơi cho nên với lại mình cũng có wireless nữa, mình có in ear, xong cái ăn rồi chạy như con chó cả xô, xong cái đến điểm đạt lên phải kiểu tim đập nhanh á, xong chuyện mát này đắm chồng nó ta nó chơi nhau. Ô, nhưng mà lúc đấy em thật sự bị bất ngờ luôn, kiểu đang kiểu đông đàn từng 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 thật sự bị bất ngờ. Em chưa được chứng kiến quả đồ ngon Hà Nội, quả đỉnh hơn là chú ba remix xong rồi rap tiếp mà. Đang rap rơi luôn cái micro xuống. Lúc đó anh Duy Tấn vỗ tay rồi. Sao mà thấy anh Duy Tấn vỗ tay. Hay quá. Rơi mic nhá, lên rơi mic có một lần chú ba lên sân khấu hôm đấy lại em có nhớ chi gì mà có anh Hoàng Tua. Anh là khảo anh rất mình cái thịt của rap đi đúng không? Đúng không? À hôm mà đeo mặt nạ lên là không, cái gì vậy? Không phải đeo mặt nạ, hôm đấy là anh đang hát, anh đang rap xong rồi có một đoạn gì anh bị quên lời, anh đáng sai anh cái thịt của rap thôi. Hoàng Tua. À có cái gì tài năng DJ đúng không? Đúng rồi, tài năng DJ Hoàng Tua. Xong rồi anh cầm đen cũng nghe. Cái này đang mà. Lúc đấy mình đeo tai nghe mình nhìn thấy cũng giật mình. Kiểu là cái câu đó mình có thể mình hay nói lúc mình cảm thán rồi mới bắt đầu. Chú ba rất hay có cái đấy. Anh em vô đi. Yo. Sức khỏe này. Cái nhiệt chơi của chú ba rất là lớn đó. Chú ba lúc nào cũng là quên lời, là giới mic nào các thể loại vẫn chơi tiếp á. Lỡ lên tàu rồi. Lỡ lên tàu rồi. Được bỏ đen mà. Chuyển máy bay. Không, vui á, cái sau làm với chú ba á. Mà cái sau nhớ làm với Táo không? Yeah. Xong rồi bữa đó là chung kết đá banh luôn hay là đường hàng bán xe. Má ở dưới chờ chú ba. Chú ba. Lúc đó phải nói 8 giờ, 8 giờ em ráng thêm bài đi chờ chú ba tới. Không lẽ là Hà Nội không? Không, mà sẽ còn rồi. Má xong mày chú ba. Không ở chỗ cô hả? Ở trong đường. Chỗ cô. Chú ba lên mình cầm mai diễn. Thấy mày đó. Chú cô sắp có hắc mai với cả xoay đường Long gì ạ? Đợt dạo gần đây anh Đạt hay kết hợp với nhạc dòng nhạc pop rock á. Pop rock của cả thì sau sắp tới anh có dự định là để làm mới mình sẽ kết hợp với những dòng nhạc khác, những dòng nhạc lạ hơn ấy. Như kiểu chèo cải lương phát cực xa. Ô chính kiểu cải lương ấy cũng là nói trên nền nào nó kiểu khó cải lương rất mọi thứ nó rất bất ngờ cả lương là bất ngờ lắm á. Có cần phải có lý không? Có cần. Nhưng mà có lý cũng không sao. Có thêm lý cũng không sao. Mọi người cứ tưởng là hai cái hình của cái show đấy là sẽ có lẽ trọng lý à? Không, kiểu không đang sao ai hiểu sao rồi. Có cần bài bản thân đẹp cũng vậy giờ. Không, bởi vì chị Lý lại mở một cái quán cà phê ở gần đấy Xuân Diệu. À. Cuối tuần chị lại hay dạy thanh nhạc ở đấy, mọi người lại cứ kiểu theo cái logic suy nghĩ mà khi nào chị Lý bất ngờ chị đến không? Xong cuối cùng fan bảo là thì đặt tên thế mà không thể nói gì và mình hỏi có cần phải có Lý không, các bạn không trả lời thì phải chịu. Kiểu một cái tên show gây lú ấy hả? Cái này mình chưa nghĩ tới là bạn hiện thân. Có thể lúc mà nhận ra là khi mà có đứa comment là chắc cái không cần bạn có lý nhưng mà chắc phải có chuyện lý á, cái chất mày chất không mấy à, chất có người comment anh ơi thì có chuyện lý không anh cũng biết kiểu bên coi thử
Lấy mình nghĩ là không, các bạn không trả lời thì phải chịu biết có người có lý không? Không đéo trả lời thì phải chịu thôi ạ. Mà em thấy cái Vang là một cái ban nhạc họ rất đầu tư về không chỉ về âm nhạc ấy, mà họ còn nghĩa là em cảm giác họ tạo ra một cái vibe rất là xích gần lại với người nghe. Ví dụ như đơn giản như là diễn ở HLC biết là rất là xa với mọi người ấy. Họ liên lạc với những rap ấy, để đặt cốt như vậy thì cái ý tưởng đó là của em. Không, tại vì á mấy anh em kêu làm gì HLC á xa quá, lỡ mà anh em lười phát là không phải kiếm cốt cho anh em gì thôi. Tôi ngắm cái hin từ thế năm nay cả là cái từ thế là lần trước là lần đầu tiên trong Sài Gòn, em còn nhớ nhầm không? Đấy là Soda Lab in Sài Gòn chứ không phải từ thế, chỉ up ở Tết từ thế thôi chứ không phải là show từ thế. Rồi đấy là họ mời anh Cam, mời cả Hát Tích, Hát Tích lượng không có lư thôi. Liên lạc với cái là trời mưa đấy. Và ra trời mưa tạt tạ. Ướt bằng DJ đúng không? Rồi. Thanh niên đầu tiên á là thanh mất tên rồi, nhưng mà thanh niên đó là chúng tôi đi. Thanh niên DJ đầu tiên là chơi cái mức mà thấy thanh niên đó vẫn đánh bình thường, cho nó là ồ ok chắc là có người che. Rồi là đứng sau sân khấu không thấy được. Nhưng thế là có người che. Nó hỏi thanh niên đi vô, nó ủa sao không sớm vậy? Oh shit. đến đoạn cao trào là rốt cuộc cái thanh niên nó quyết định là chơi dưới mưa luôn á, để MacBook với để cái Serato chơi dưới mưa luôn á, xong cuối cùng không nghe ông gắt là hy sinh quá, thua phim chỉ đi vô khi máy chập điện căng á, khổ thật luôn mà, tại vì trên Mac đâu có rẻ đâu trời. Mưa ướt nhưng mà lòng mình khô hết rồi á. Có bao giờ các anh nghĩ là sẽ cùng đi trên một cái chuyến xe bắt đầu từ Sài Gòn và trên cái chuyến xe đấy các anh rất là welcome mọi người cùng lên cùng ấy, kiểu đi đến thành phố này mọi người kiểu à, tôi đang rảnh lịch này bọn tôi muốn lên xe đi cùng cũng được không, kiểu đang từ Sài Gòn đi ra Đà Lạt rồi có bốc lên trên tour đi luôn ấy. Vâng, nghĩ cái đó Hà Nội đang có cái đấy, có cái room tour xe chở nhà và xe tải nhà đúng không? Sửa kết thúc sâu rồi, à tour ba tour kết thúc nghĩa tour thiếu container là được container treo cái đèn disco Đà Lạt là hay bán luôn, mua đi thêm bán kiểu hot dog, bán thêm kem kiếp, người xe kiểu container đi bán cả kem kiếp, à kem kiếp kiểu hết tiền xuống đường chơi nhạc kiểu Đi thấy được hơn. Đi ăn làm con mẹ. Làm con mẹ gì? Vừa mất thời gian tập, vừa mất tiền, mất công sức đi lại đi bán kem rồi. Bán kem chứ bán súp nó phải lắc lư. Hợp lý. Có lý. Có cần phải riêng vai có cần phải có lý không á, là sao nhỉ, khi mà những cái đoạn đấy là bạn nghe mỗi người cả 6 tiếng luôn rồi mới về cắt lại để cho nó khớp lại thành cái nhịp nhạc trước đấy mình biết, hay là mình chọn ra một câu chuyện rồi mình mới phổ nhạc lên trên cái đó? Để anh ăn xong không anh nhé, bây giờ chắc là thằng ăn rất chậm. Mọi người nhìn ra ngoài khoảng 5 phút đi để cho thằng nhai cho nó tự nhiên. Để nhớ lại còn đại diện của thương minh chị nhà hết thường mọi người kia mình giống như những cái kiểu ra album giống như mấy ca sĩ xưa album 2, 3, 4, 5 liên tục á, mà đúng thì mình không nhớ rồi. À, cái đúng rồi, nhớ rồi. Có một cái track, bên nó có 4 track thôi. Sau đó mình muốn có một cái track interlude, kiểu như là để nối hai hạt. Để nối với bài bóng dây. Bóng dây, các bạn ngủ ngon. Bóng dây đúng ngủ ngon. Ngon đúng rồi. Thì muốn có một cái khúc gì đó lắng lại. Để nối. Câu chuyện đó giống như là chia tay, nó xong rồi đang chuyện buồn cái chuyện khác á. Một chuyện chia tay thì nó lòi ra thêm một chuyện là tự nhiên có một người bạn của mình chết.
có người thân của mình chết, hai cái tuần chẳng quan hệ với nhau. Như vậy đó, chạy được có lẽ chắc lý mình thích chị lý. Không ạ. Yeah, thì có một cái đoạn như vậy thì đó giống như là mình muốn có một cái gì đó nó tự nhiên nhất có thể. Tại vì nó không có lý, cho nên nó cần có cái sự tự nhiên gì đó. Và xong cái mình cũng nghĩ ra là gọi nhìn vô, mà không phải là mấy người bạn thân nhất của mình thôi, mà là chỉ là năm số gần đây nhất, đúng năm số đó. Nhưng mà có một số không bắt máy, pass. Nó cũng bắt. Đúng rồi, nó cũng bắt. Mày đã có bạn xuống mình à? Viết lyric, viết lyric cho có cần có lý không? Giang nhiều rảnh không? Năm thủ ra rồi thu âm nha, chờ chút bấm. Rồi mày nói đi, đã xong ra cho mày về. Cuối cùng nó thành một thứ là thành. Ủa nhưng mà anh tiếp cận với họ như nào? Nghĩa là anh hỏi là bây giờ mày có gì buồn không? Mày kể cho tao nghe. À không, anh nói là có muốn vào cái thu của các hợp anh không? Xong rồi. Người nghe thật ra. Xong kiểu hỏi là kiểu đó là thu quá. Có hỏi cái hoàng là ai không? Nhưng mà có hoàng là ai? Anh ấy. Mày vẫn có sự tấm đài. Ờ nha, thì mọi người kêu yeah, ok, chờ chút. Đứa thì kêu là từ từ để em đi ra ngoài, đúng không? Thì kêu là, có Phước trong đó. Có. Kêu để ra ngoài, rồi có đứa thì kêu là chờ chút kiểu con mèo ra, rồi có đứa thì kêu chờ chút. Em thấy cái cách mà mọi người làm rất là ngẫu hứng, kiểu quay nó thành MV hay là chỉ em thấy mới thấy có cái hết mức là được đầu tư nhiều hơn về góc quay hay về ánh sáng, nhưng còn lại em thấy mọi người khi mà quay MV hầu hết thì sử dụng ánh sáng tự nhiên. Như thế thì có nghĩa là vì mọi người chưa nghĩ được cái kịch bản phù hợp với cái câu chuyện nhạc, hay là vì mọi người chủ đích là muốn nó đơn giản hơn. Thì như các anh chơi nhạc, anh nghĩ sao về cái việc là các thành viên trong một band ấy, họ cứ thay đổi như vậy? Em có thấy là kiểu không có một cái đội để mình đi cùng với nhau một đường dài tiếp vì cái việc mình đi câu chuyện này ngày xưa mình đau lòng lắm, không coi những người xưa nhớ có rồi giờ thì nhớ mấy band thích rồi thích luôn, xong gan rồi cứ từng tuần rồi đổi thành viên rồi nhìn rồi em hâm mộ anh quá, ngày mai của anh đâu rồi nào anh tới. Bác béo thế. Bác béo thì buồn lắm. Kể cả cái đánh hộ nhiều mà Quý hồi xưa đánh hộ cho ở Venda mà. Có phải đánh mấy band Quý của những người trẻ ấy. Rồi đánh nửa năm mà chơi cho Venda mà. Chống thì thế mà người support nhau à. Thế bây là sao đánh Cam đi chơi chấm. Quý đi nghe vụ đi luộc của hấp lại chơi cho người trẻ thì kiểu để anh em support nhau. Đúng rồi, nhưng mà sẽ cho cùng họ đi mình chả thể cảm được. Đấy, thôi đừng có đi, lại về với tao. Đi rồi. Hiện nay mình chơi nhạc. Đúng rồi, chỉ là nhạc không rồi. Người rẻ, nhạc không rẻ. Hơi khó kiếm thành viên. Vậy đấy, tại vì em thấy ở trong Sài Gòn em cứ đi tầm 10 bước lại thấy cái giám hát à? À, không. Ngõ lắm, Sài Gòn không có giám hát đi thẳng hát nhiều. Đúng. Ừ. Sự khó cách giờ ta cũng làm kịch ma để nó kiếm tiền. Tuần cả tuần 7 bở là 6 bở kịch ma. Mới được cái là Sài Gòn chịu đi những cái show khác, nó chỉ một âm nhạc không tỉnh mà đi. Tại vì ở Hà Nội có thể những sân khấu đấy có thể rất là ít đi. Cái gì mới đi nó theo trend hay là kiểu tin tin hơn, nó mới đi. Sài Gòn. Show. Nhưng mà anh em thấy cái clip music bây giờ anh em có thể phát triển hơn mấy năm trước rồi. Mấy bạn diễn live cũng đầu tư hơn về âm nhạc với anh. Giống như sau vừa rồi của Cảm thì anh em chơi live. Thích cái việc đó, thích cái việc đúng rồi. Đúng rồi. Nó có cả hình xui. Đúng rồi. Chấp nhận thử thách. Đúng rồi. Chấp nhận rủi ro. Có fail là mình coi như là có cái trải nghiệm và kỷ niệm luôn. Đúng rồi. Cái sự cười của chơi live band là ban đầu cũng là
chắc kiểu như Coldplay á, kiểu như là chơi hay không ai quan tâm, nhưng mà mình chơi giữa vé là viral. Thực ra hồi giờ kiểu như đánh sai thì sao đánh lại cũng chết mẹ rồi, đánh lại từ đầu luôn, gong dưới cũng hết một chữ rồi. Đâu ai đi thì bắt đầu lấy ra điểm mọi thứ tự nhiên trong trong lúc mình chơi có thể có cái lỗi lầm này tự nhiên như thế, có thể bật vui chứ mình có phải đề phòng cái này điều ngoài kia, xong rồi nó rất là kiểu theo mô típ lượng. Đến cái tầm mà âm nhạc của mình được nhiều người biết đến nữa, và là cái việc bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ nghe nó cứ to tát á, nó đại khái là có thằng nào đấy mang nhạc của mình về dùng với mục đích kiếm tiền hay các thứ đi. Thì mọi người có cái cách nào mà để phòng ngừa cái chuyện đó, hay là khi mà chuyện đấy xảy ra thì mọi người cảm thấy nào? Tức là giả sử tự nhiên đến ngày anh gọi mở điện thoại ra thấy có cái nhạc bài Đến Bao Giờ hay các thứ ấy, mình sẽ cảm thấy nào đấy? Trước cái đấy anh có cái chuẩn bị trước hay gì đó? Đúng một lần anh thích bài Drama Queen của họ, của anh up lên một tập lao. Lời Hoàng Văn là người quản lý, người inbox à. Nó không inbox là đàng hoàng, bạn vui lòng gỡ mình, không thì mình không muốn report đâu. Đấy là hai người nói chuyện với nhau rất nhiều từ thế đàng hoàng. Dạ, đúng rồi. Cảm ơn, mình sẽ report, mình chỉ nói là mình thích của anh post lên, mình xin lỗi. Mình biết số bài này ngay. Đúng rồi, cũng biết rồi, thức thôi. Chứ nếu mà mình theo một cái kiểu thằng lick thì up luôn cả boom lên dry anh em tải đi hả? Nhưng được chứ, em thấy là Wowy á, có một cái show là show một đô á, mình cứ phải quyên góp để nâng cái ý thức nghe nhạc của mọi người lên á, thì trước cái gọi là việc như thế thì mọi người cảm thấy như mọi người cứ nghe chùa ấy, cứ đao chùa về xong mình ngoài từ phía những người sản xuất những người ấy. Chú ba là người hiểu nhất, chú ba sợ quá trời. Sợ sợ. Đó là về chuyện gây ốc nhạc á. Ốc nhạc á. Chú ba nghĩ như thế nào? Nhạc của chú ba đã bị ốc quá trời. Và cái lúc đó mình chưa nghĩ là mình sẽ dừng cái chuyện mà nghiêm túc với cái đó. Thì cũng đến lúc là mình chú ba sẽ phải lấy hết những cái làm á, một khi mình làm lại á, thì cái bước mình lặp lại đó sẽ là cái bước mà mọi người cũng sẽ hiểu là mình đã bắt đầu cải tâm rồi đó. Thì lúc đó chắc nghĩ là mọi người sẽ cái công việc này nó cũng sẽ hay, mình ghép rồi. Lúc đầu mà mình thấy nhạc của mình bị trôi nổi trên mạng, anh có bị chán hay không? Không phải chán mà kiểu ô đáng lại công sức ấy, phải thuộc về mình cơ mà, mình phải được người ta biết đến như vậy cơ mà. Có bao giờ mình trong một cái khoảnh khắc đấy mình có bị cảm thấy như vậy không? Đôi khi tại vì mình đi diễn nhiều, mình cũng thu lại được những gì từ giờ mình qua những cái lần đó, cho nên những lần đó thì nó quan trọng hơn. Quan trọng hơn là những cái mà người ta muốn ghi chép lại, chắc là có thể là người ta thích cái đó, người ta quý đó. Nên chắc cũng thấy được bao nhiêu tiền về như là em thấy các ban nhạc bây giờ họ cũng phải đầu tư về phần mềm của mình hơn là chỉ có âm nhạc. Em ví dụ như là có ban nhạc có cả website các thứ, và Kazakh cũng có fanpage, họ cũng làm content như vậy. Thì chú ba có ý định là mình sẽ làm theo hướng như là sẽ socialize, có nhiều những cái kênh để tiếp cận với khán giả như vậy hơn. Và đó nghĩ là nó sẽ bắt đầu từ bây giờ, cái trang web thấp đó mình sẽ giống như là hứng cho mình làm mình hiểu được, mình sẽ chuyên nghiệp hơn. Khi mà mọi người collab với nhau, mọi người sáng tác, có bao giờ cái phần chú ba của GFAM ấy, với cái phần chú ba với làm việc với những cái bài khác nó bị
bị đụng vào nhau tại vì em nghe những cái lời nhạc của chú Ba như vậy nó khác hơn nhiều à? Nó là em phải tiếp xúc với chú Ba thì cũng thấy như là cái cảm nhận là ví dụ như là trong rap thì cũng là em thấy biết về này rất là nhiều gan nhiều chú Ba cũng nhiều người nhiều cô thì rất là ít biết ai rất là ít ai biết mà nói chung khi làm việc thì anh em rất là thoải mái chú Ba là tâm chưa bây giờ tâm bất biến tâm bất biến đúng rồi là anh không nghĩ là sẽ có một chú Ba của chú Khang của chú Ba của Cao Hoàng mà đó là một chú Ba của mấy con mèo thôi đơn giản chỉ chú Ba của âm nhạc thôi chỉ là mình đóng góp cho nhà công việc công việc nhau như ông đơn vị là của một tổ chức đó mình hát nhạc tiếng Việt đưa âm nhạc của người Việt lên và mình đưa những gì mà của bản thân mình suy nghĩ được biết ra từ này. Có bao giờ mà anh nhận được những cái hồi âm hay những cái phản hồi từ rap fan ấy, họ bảo là ơ sao bây giờ chú Ba hát nhạc Việt nữa nghe nó không máu bằng nó không gấu bằng như những lần xuất hiện với Gifa đó. Có bao giờ mọi người nói như vậy không? Có bao giờ anh gặp những cái phản hồi như vậy? Mà có chẳng chú Ba ít non chứ không có người nhiều tại vì mình cũng làm về những cái loại hồi đó là mình làm về gam cũng nhiều xong rồi mình lại lớp thì ít bây giờ là thời gian mình chơi với bên chơi trực tiếp rồi đang còn chưa kịp đi mic mà chưa xe anh bị ảnh hưởng cắt đá là từ thứ ba từ thứ cắt từ chữ Sài Gòn từ đấy inbox thứ ba đó là xé bằng tay anh bắt đầu tập xé lá ở trước Hà Nội hiểu hai đầu câu cho nên hiểu kiểu sáng cắt là sau mua dao mua bút tỉa để tập cắt kiểu người chưa cảm hứng rồi nghe chú Ba ra đấy xem là chữ Sài Gòn chú Ba cắt xong đi bóc cho chú Ba mà cho mình xin được chữ Hà Nội được không em nghĩ trong nghĩa khi mà anh Đạt bắt đầu rap á thì có rapper Việt Nam là bị ảnh hưởng nhiều á thì mà anh sẽ coi người đấy như mà cái hình mẫu thì mình cố đạt được hay mình cố vượt qua như thế nào đó cái hình mẫu mình sẽ phấn đấu để mình đạt được mình sẽ học theo từ người đấy những kiến thức từ đó thì khi mà anh mới bắt đầu rap á thì những cái người thầy đầu tiên là thầy anh lên thăm DSK ở trên công thì nhớ DSK cái ảnh hưởng như anh như nào hay là anh chỉ nhìn như thế là một cái bao như là một rapper rất là ái mộ anh DSK à DSK thì thích thì viết và nói chung là từ cuộc sống những người nghệ sĩ sáng tác DSK cũng là có người anh cảm thấy bị nản mà nó dừng lại mình chưa nghĩ là sẽ nhìn thấy đúng như đúng như DSK đó một khi đã đam mê là cả đời tham muốn hết thời anh em để ý giờ cho các anh em di chuyển nhá không lên phát cuối là bên thứ tức là bên thứ C đúng không anh muốn chung. Chơi một bản acoustic Lola trước khi cho mình mượn cái đàn sợ Lola chưa hết rồi hết chú Ba có jam không qua jam mà mình quấn cũng nhiều đấy đến bao giờ là ngày nào ngày nào từ đến giới thiệu đấy, từ trong đầu đó,
có một bạn comment là sau đến bao giờ mà các bạn vẫn chưa biết là ngày nào. Những bây giờ cũng chưa biết là ngày nào. Có cá tô luôn. Hay thế. Quá nhỉ. Của quà đấy luôn em. Mày lấy được, mày lấy được trước. Thích bài nào? Bài nào á? Được bài nào đi. Mình theo chú ba lên thích bài nào nhớ lời. Nào. Thì có hả? Ngày nào? Hết lưỡi mệt luôn. Ngày nào? Ngày 30 ngày 1. Hai ngày ngày 30 ngày 1. Lần đầu tiên tự nhớ nó xin lỗi. Ok. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Nhớ là ngày mai à? Nhớ là ngày mai à? 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 Ngày mai à?